veído. Tú tienes experiencia. Los muchachos allí, pero todos como el rápido. Todos muy capos. Sí, sí. Yes, the Mr. Thailand. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yes. สวัสดีครับ 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 Yes. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Yes. It's me. Cảm ơn. Cảm ơn. You can teach me say hello. My language. Yes. Say hello in my language. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่มิสเตอร์ไทยแลนด์จะเจ๊เถื่อนไปแล้วเงี้ยหมดเนี่ยได้ Yes มิสเตอร์ที่บอกว่าจะชอบเซ็นต์กับพี่ซิงค์นี่ครับชอบเซ็นต์ไปทำไง Yes Okay soMr. Korea, Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요사장님. 안녕하세요. 인도네시아. 안녕하세요. 마치유. 아마가마스모냐인도네시아매니저님나이나이 Yes, sorry. Sorry, sorry. hiện tại đạt cùng với cả các thí sinh đang trên đường nhận sắc đeo mới và đang trên xe đi cùng tất cả. Hello, xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Miss Away, CEO Miss Sosunji. My friend always support me and only concession. Thank you. Yes, Mr. Edipus.Pháp mọi người ạ. Yes, Mr. Brazil. Hello. Hello, Mr. Poland. Poland. Yes. Hello. And Czech Republic. Czech Republic. Czech Republic. Yes, thank you. Yes. Hello. Hello, Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. We are from Peru. Have you been to Vietnam?I would love to go. See us. You welcome to Vietnam. I will be bring to the guy. Yes. Please do. Yes, okay. Show me the place. Yes. Xin chào Vietnam. Vietnam, this is Mr. Belgium. Yeah. Very nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Thank you very much. Xin chào.Argentina. Yes, xin chào mọi người. Yes, hello mọi người. Và hôm nay là ngày thứ hai và thời tiết ở Ba Lan hiện tại rất là dễ chịu. Rất là đang quay cho mọi người từng gương mặt từng thí sinh của năm nay. Và hy vọng tất cả mọi người hãy luôn ủng hộ Đạt cũng như tất cả các thí sinh trên hành trình. Yes, hello. Yes. Hey, anh chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Yes. Hey there. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Việt Nam. You can teach me say hello language. Luhanda. Luhanda. Yes. Okay. Luhanda. I like. Say hi. Hi. Do dance. Kyle.Hi, Xin chào Việt Nam. Yes, my fan, my family in my country, Vietnamese. Yes. Hello everyone, this guy is amazing. Oh my god. Thank you. His country in Vietnam is in the better parts. You like my English? Every day. Thank you very much. Yes. Have you been to Vietnam?You've been to Vietnam. Maybe I will go to Vietnam if you want.
Yes. Hi everyone. Yeah. Say hi Lao. It's Mr. Lao. Xin chào Việt Nam. Yes. Và bây giờ thì sẽ phải về chỗ, tại vì chắc cũng chuẩn bị đến nơi rồi. Sorry. I took you for ice cream. Yes. Đây cho mọi người xem phong cảnh ở Ba Lan này. Đó. Đây phong cảnh Ba Lan đây. Mr. Thái Lan, how do you feel good food in Vietnamese? How do you feel good food Vietnamese? About what? Yes, food Vietnamese. I'm next to the ice cream factory. Good food Vietnamese. In foreign? Yes. Food Vietnamese. I don't know. But say hi everyone. Say hi everyone. Yeah, please support. Super family. Mr. Thái Lan very handsome. Yeah. Ông ấy ủng hộ cho tất cả các thí sinh trong hành trình này. Very, very handsome. Ah, very handsome. Very handsome. Very handsome. Ah, and you? Really, really, really handsome. Okay. Yeah, okay. Full videos. Indonesia is going to get 5 now. Oh, Indonesia. Very, very, very handsome. And Korea. Very Korea. Oppa, oppa. Oppa, oppa, oppa. Bala, bala. Mọi người có câu hỏi gì không? Ok, đây phong cảnh ở Ba Lan đây. Thời tiết hiện tại thì chắc là khoảng 25 độ. Thời tiết rất dễ chịu mọi người ạ. Hiện tại ở bên Ba Lan thì chênh với Việt Nam 5 tiếng. Bây giờ gần 5 giờ chiều thì ở bên Việt Nam chắc là gần 10 giờ tối. Oh, yes. Ngày hôm nay thì tất cả các thí sinh có lịch trình là buổi sáng xuất sinh và buổi chiều sẽ đi gặp ban tổ chức và nhận xác kèo mới. Lịch thi thì từ nay đến ngày 16 tháng 7, đêm ngày 16 tháng 7 sẽ chung kết. Cảm ơn mọi người. Chắc đạt phải offline rồi.